Xin chào toàn thể tất cả anh em đến kênh kẹo chì của shop kẹo chì Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0865363221 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em thì nhận hàng thì thanh toán kẹo, bên nhà em là không kiểm không xem hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng anh em đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi shop khác tham khảo và trải nghiệm dần. Và anh em lưu ý cho mình là cái kẹo này là mình sẽ giới thiệu sản phẩm và thông báo cái giá tiền trong cái clip này, anh em bỏ ra 1-2 phút xem hết video đấy. Thì nhà mình sẽ vẫn có những cái dòng là mình bán lẻ ra là 250.000 chưa bao ship và 280.000 là đã bao ship rồi. Thì là một hộp đấy mình sẽ bán trọng lượng nhé, mình bán là trọng lượng ít nhất là nửa cân một hàng dòng như này, là một hộp FX Egun này mình sẽ bán với giá là 250.000 chưa bao ship và 280.000 đã bao ship rồi. Còn hàng thường, hàng chỉ nhập là 250.000 đã bao ship đấy, mình bán ít nhất là nửa cân, mình đang giới thiệu là nửa cân bán ít nhất nếu mà anh em mua lẻ, chứ không phải là 1 ký là 250.000 anh em nhé. Hàng chất lượng như thế này thì là nếu mà anh em mua 1 ký thì giá tiền nó sẽ rẻ hơn, giá thành sẽ rẻ hơn đấy. Còn chất lượng thì mình đảm bảo luôn cho anh em là chơi bắn cự ly là tầm 90 đến 100 mét là chuyện rất chi là bình thường đấy, ngon ổn định đấy. Và tiếp theo là mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em hàng đóng máy. Đóng máy bên nhà mình thì bây giờ mình đang giới thiệu luôn cho anh em là hàng đóng máy này có full size từ 4.5 đến 6.40. Hàng này thì mình bây giờ bên nhà mình đang bán với giá là 350.000 một ký đã bao ship và 380.000 một ký là chưa bao, 350.000 đã bao ship và 300.000 là chưa bao ship. Đấy, hàng lấm motor đều như vậy, hàng khuôn nội nhé, khuôn nội nhé. Cả cả motor cũng như vậy, khuôn nội đều như nhau. Đấy, còn cái chất lượng thì mình đảm bảo luôn cho anh em là cái chất lượng bắn cực kỳ ngon, êm. Đấy, bắn ở cái ly xa rất chỉ ổn định. Đấy, hàng này là hàng khuôn nội. Còn nếu mà hàng khuôn ngoại thì giá thành là giá là 450.000 đã bao ship, bao tiền ngụy trang. Đấy là anh em cứ tham khảo từng cái dòng kẹo bên nhà mình. Còn mình sẽ gửi, nếu anh em cần mua hàng thì mình sẽ, anh em kết bạn Zalo mình sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho anh em xem. Đấy, còn cảm ơn anh em xem video, xin chào anh em, gặp lại.